ở cuối tập trước cổ thiên lang bị âu dương muội tử đột nhiên kéo đi hắn ngạc nhiên hỏi ta nói này cô kéo ta đi đâu âu dương dạ không quan tâm được nhiều như vậy rời khỏi vân hà phái trước càng xa càng tốt cổ thiên lang đột nhiên buông tay nàng ra thấy thế âu dương dạ kinh ngạc quay đầu lại đầy nghi hoặc cổ thiên lang từ từ nói muội tử chẳng phải ta đã nói rồi sao ta tìm hỏa đức có chút chuyện lão già đó hai ngày nay không biết đi đâu đợi hắn về ta sẽ đi âu dương dạ không bình tĩnh được như vậy không kịp đâu nếu tên Lý Sâm kia biết chuyện này, nhất định sẽ gây phiền phức cho huynh." Cổ Thiên Lang vẫn có tác phong của chủ tịch, vừa ăn vừa đáp lại, "Đến thì đến thôi, có gì đâu? Cô sợ ta không đánh lại hắn?" Cô nàng này giọng nói hơi lớn một chút, "Ta biết cơ thể huynh cường hãn, sức mạnh lớn, ta thừa nhận ta không phải đối thủ của huynh. Nhưng Lý Sâm có tu vi Tiên Thiên cảnh đệ cửu trọng, hơn nữa võ công rất cao, huynh căn bản không phải đối thủ của hắn. Chỉ là một tên Tiên Thiên, làm sao mà Cổ Thiên Lang lại sợ được? Chỉ là Tiên Thiên cửu trọng sao, ta còn chưa coi trọng đâu." bỗng lúc này một giọng nói cười đùa từ sau vang lên chẳng phải chỉ là tiên tiên cửu trùng sao ha 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 đàm tư như từ xa đi đến chế diễu một kẻ trúc cơ thất bại còn dám nói lời ngông cuồng đúng là khẩu khí lớn thật là một kẻ già đời cổ thiên lang sao có thể chịu thua được hết cách khẩu khí của ta từ trước đến giờ đều lớn như vậy đàm tư như bị nói cho á khẩu hỗn xược dám bất kính với ta cổ thiên lang thấy vậy lại bồi thêm một câu nữa muội tử ta sống nửa đời người lớn hơn cô nhiều nếu theo bối phận ngươi phải gọi ta một tiếng lão tổ đàm tư như tức sôi cả máu định ra tay ta thấy ngươi muốn chết mà âu dương giả dạ thấy tình hình căng thẳng liền đứng ra can ngăn sư tỷ ta chỉ muốn đưa huynh ấy đi đàm tư như nào có dễ dàng bỏ qua sư muội đây là nam nhân khiến muội nhất kiến trung tình một phế vật trúc cơ thất bại còn dám cùng vọng như vậy nếu hôm nay không dạy dỗ hắn hắn còn tưởng phế thể trúc cơ của hắn là bảo vật đấy cổ chủ tịch cũng không muốn lằng nhằng nữa được rồi đại muội tử ta có phải phế vật hay không không cần cô nói trong lòng ta tự biết vậy nên làm gì thì làm đi trong đầu hắn thầm than lão tử còn phải hái nhiều trái hơn về ngâm rượu không rảnh quấn lấy hai tiểu cô nương các ngươi cô nàng họ đàm đẩy vấn đề sang chỗ âu dương dạ được sư muội nghe thấy chưa không phải sư tỷ không muốn giúp muội là hắn bảo ta đi đàm tư như lại bày ra khuôn mặt kinh kiệu đáng ghét chẳng phải hắn rất ngông cuồng sao hôm nay ta phải xem thử khi lý sâm đến tìm hắn còn cười được không khi bị sư tỷ của mình kéo đi Âu Dương Dạ khẽ kêu, "Sư tỷ, tỷ làm gì vậy? Buông ta ra." Loại nam nhân này muội còn để ý làm gì? Đàm đáng ghét này lại bắt đầu lên lớp, "Sư muội, ta cho muội biết, loại nam nhân này ta thấy nhiều rồi, ỷ bản thân có chút thiên phú, biết một chút khúc nhạc, tự cho mình hay, trong mắt không có ai. Hắn còn dám ngông cuồng như vậy, trừ phi hắn biết muội sẽ bảo vệ hắn, hắn là nam nhân thối tha bám váy nữ nhân." Nghe đến đây, Âu Dương Dạ vô thức phản bác, "Sư tỷ, tỷ sai rồi, huynh ấy không phải người như vậy." nói xong âu dương dạ thầm nghĩ cổ thanh phong căn bản không phải xích viêm công tử hắn chỉ là hàng giả nửa đường nhảy ra sao biết được mình sẽ bảo vệ hắn càng không phải là nam nhân bám váy như sư tỷ nói bỗng nhiên đàm tư như liếc mắt về phía bên trái nói họ tới rồi từ đằng xa lúc này có một đám người đang chen trúc đi đến chỗ của bọn họ đó chính là lý sâm hắn dẫn theo một đám tiểu đệ chặn cứng trước đường đi xuống núi âu dương dạ thấy vậy sợ hãi hô to nguy rồi xong đời rồi nàng vội vàng quay người đi đến chỗ cổ thiên lang phải đưa cổ thiên lang đi thôi nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho nàng không nhịn được mà mắng to tên khốn hái gì mà hái còn không đi chờ chết sao họ cổ kia đã là lúc nào rồi huynh còn hái mấy thứ này lý sâm đưa người đến tìm huynh kìa cổ chủ tịch có chút ngạc nhiên quay đầu lại hỏi ồ vậy sao thấy đám người này hắn cảm thán không thôi mấy đứa nhỏ bây giờ cũng ác thật đánh nhau thôi mà dắt theo hơn trăm người uy phong hơn ta năm đó âu dương dạ càng lúc càng lo lắng hơn huynh còn ngây ra đó làm gì mau xuống đây ta đưa huynh đi đàm tư như đứng một bên cười lạnh đi sư muội muội quá ngây thơ cho dù muội có đưa hắn xuống núi thì có thể chạy đi đâu chứ nàng lại tiếp tục giải thích thế lực lý ra phân bố địa giới thanh dương chỉ cần một câu của lý sâm hắn rời khỏi vân hà phái là phải chết nghe đến đây âu dương dạ mới sực tỉnh ôm mặt kinh hãi cuối cùng nàng đành phải bán manh xin sự trợ giúp của sư tỷ sư tỷ giúp muội đi chỉ cần tỷ chịu giúp sau này muội sẽ nghe tỷ được không Đàm Tư Như đưa ra một yêu cầu, muốn ta giúp muội cũng được, nhưng muội phải hứa với ta một chuyện. Âu Dương Dạ lập tức đáp ứng, "Muội hứa, chuyện gì cũng hứa." Đàm Tư Như hài lòng đáp, "Đợi sau khi chuyện này giải quyết, muội lập tức bế quan, ta sẽ đích thân đưa hắn đi, sau này không được có bất kỳ liên hệ gì với hắn." Âu Dương Dạ có chút buồn buồn đáp ứng, "Được muội hứa." Nàng quay đầu lại gọi Cổ Thiên Lang, "Họ Cổ kia, huynh có thể xuống trước không?" Cổ Thiên Lang mặc kệ sự đời, nếu sư tỷ cô có thể giải quyết chuyện này vậy ta không xuống đâu buổi tối ta còn phải dùng mấy quả này ngâm rượu cần rất nhiều quả đấy mọi người cứ làm đi ta phải hái thêm đàm tư như lại bắt đầu bàn lùi sư muội đừng làm khó hắn đừng thấy hắn ra vẻ không sao giả vờ hết đấy thật sự trong lòng hắn sợ muốn chết ngay cả gan bước xuống cũng không có sư muội nhìn rõ hắn là loại người gì chưa muốn gan không có gan gặp chuyện thì sợ không có bản lĩnh lại sĩ diện chỉ dựa vào một cái miệng khoác lác muốn chỉ có thể dỗ được mấy thiếu nữ trẻ tuổi như muội thôi Cổ Thiên Lang ngồi trên cành cây cười cười đáp: Ai ra? Đại muội tử ánh mắt cũng thật tốt đấy. Đàm Tư Như nghe vậy càng đắc ý thêm. Hừ, bây giờ còn giả vờ trước mặt ta. Hôm nay nếu không nể mặt sư muội, ngươi bị người khác đánh chết ta cũng không thành quản. Nàng bắt đầu bàn giao công việc. Sư muội ở đây đợi, ta đến nói chuyện với Lý Sâm. Đàm Tư Như đi đến mở miệng trước. Lý công tử, có thể nghe ta nói một câu không? Lý Sâm cau mày. Đàm Tư Như, ta hy vọng chuyện này cô đừng nhúng tay. Nếu không đừng trách Lý Sâm ta trở mặt. Đàm Tư Như bắt đầu câu chuyện, "Lý công tử, ta biết họ cổ đánh người của huynh, cũng biết huynh đang tức giận, nhưng ta đã thay huynh dạy dỗ hắn. Lý Sâm nào có dễ gạt như vậy? Chuyện của ta, không cần cô lo." Nàng như là không nghe thấy tiếp tục nói, "Lý công tử, ta cũng nghĩ cho huynh thôi. Huynh thích sư muội ta, ta vẫn luôn giúp huynh nói vài lời tốt đẹp. Nếu hôm nay huynh đánh tên họ cổ, sư muội ta sẽ tức giận, quan hệ của hai người không tốt rồi. Náo loạn như thế, ấn tượng sư muội ta với huynh sẽ hơn nữa, ta đảm bảo với huynh." sau khi qua chuyện này ta sẽ đích thân đưa tên họ cổ đi sư muội cũng hứa với ta sau này không liên hệ với hắn nữa lý sâm nghe vậy lâm vào trầm tư chốc lát ở chỗ âu dương dạ nàng đang lo lắng suy nghĩ thế nào rồi sư tỷ và lý sâm nói chuyện xong chưa thấy sư tỷ đi về nàng vội vàng hỏi sư tỷ thế nào rồi lý sâm nói sao đàm tư như truyền đạt lại yêu cầu của tên họ lý kia lý công tử đồng ý nhưng tên họ cổ phải quỳ xuống xin lỗi âu dương dạ nghe vậy cáu hết cả người cái gì lý sâm quá hống hách rồi hắn nghĩ hắn là ai nàng đùng đùng quay người rời đi muội đi tìm hắn tính sổ đàm tư như không có dấu hiệu đột nhiên ra tay với nàng âu dương dạ bị điểm huyệt thì ngạc nhiên hỏi sư tỷ làm gì vậy ta chỉ muốn để muội bình tĩnh muội đi chỉ thêm dầu vào lửa đến lúc đó không chỉ quỳ đơn giản như vậy sư muội lý sâm dù sao cũng là công tử lý gia là người cần sĩ diện đàm tư như thở dài nói tiếp lần này họ cổ đánh vào mặt hắn đương nhiên hắn sẽ không để yên mặt mũi này hắn phải lấy lại âu dương dạ còn đang muốn phản bác nhưng đàm tư như liền ngăn lại không có nhưng vừa rồi lý sâm đã nói rõ ràng nếu hôm nay họ cổ không quỳ xuống xin lỗi sẽ đánh hắn tàn phế lý sâm là người như thế nào muội rõ hơn ta hắn nói được làm được hai năm nay đệ tử bị hắn đánh tàn phế còn ít sao âu dương dạ dưng dưng nước mắt sư tỷ cổ thanh phong mạo nhận là xích viêm công tử hoàn toàn là để giúp muội nếu để huynh ấy quỳ vậy muội là loại người gì không được còn chưa nói xong đàm tư như lại tiếp tục điểm huyệt nàng vị sư tỷ này tiếp tục lắc đầu sư muội sự việc này đã định như vậy ta cũng vì tốt cho muội nàng quay người về phía cổ thiên lang lý sâm đã hứa tha cho ngươi một mạng nhưng ngươi phải quỳ xuống xin lỗi đừng mong sư muội ta bảo vệ ngươi muội ấy đã bị ta điểm huyệt không cử động được cũng không nói được cho nên hôm nay ai cũng không cứu được ngươi đâu cổ thiên lang đầy khinh thường nhìn xuống vậy sao mấy đứa nhóc bây giờ đều hống hách như thế sao hở chút là bắt người ta quỳ đời này lão tử chưa từng quỳ ai đâu đàm tư như bày ra tư thái đầy thượng đẳng ta khuyên ngươi nên thu lại tôn nghiêm đáng thương đi tôn nghiêm của ngươi trước mặt ta không đáng một đồng cổ thiên lang không vui cau mày lại tiểu cô nương nói chuyện sao lại khó nghe thế nam nhân cái gì cũng buông bỏ được nhưng duy nhất tôn nghiêm có làm sao cũng không thể bỏ họ đàm này cay hơn cả ớt ngươi ta nói lần cuối hoặc là quỳ xuống xin lỗi hoặc là bị đánh tàn phế hắn không quan tâm lắm đáp tiểu cô nương đợi ta xử lý xong chuyện này nhất định sẽ khiến cô đích thân trải nghiệm cái gì gọi là tôn nghiêm của nam nhân nói như vậy ngươi thà chết cũng không chịu cổ thiên lang càng nhìn càng thêm phiền được rồi không cần nói nhảm lãng phí thời gian của lão tử nói xong hắn lập tức tung người từ cành cây nhảy xuống cổ thiên lang đầy mỉa mai đi gọi người đến đàm tư như lại bắt đầu khinh thường chủ tịch hừ hôm nay ta phải xem phế vật chúc cơ thất bại như ngươi có bản lĩnh gì ngông cuồng như thế nàng lập tức kêu gọi lại một con hàng khác lý sâm đám người lý sâm nghe vậy thì bắt đầu ùn ùn kéo đến theo tiếng gọi của nàng. đàm tư như và lý sâm lúc này đã cùng một chiến tuyến. lý công tử vừa rồi nên nói ta đã nói hết nhưng họ cổ không biết tốt xấu nhất định phải khiêu chiến sự nhẫn nại của cậu. nếu hắn đã muốn tôn nghiêm đáng thương của mình vậy xin cậu cho hắn biết hàm nghĩa chân chính của hai chữ tôn nghiêm đó. cặp đôi diệp hủy vân hồng có cơ hội là đâm chọc dù sao cũng là nhân trung long phụ sao có thể không cần tôn nghiêm phải người ta là xích viêm công tử sức mạnh to lớn nhục thể cường hãn đương nhiên phải cần tôn nghiêm nói xem âu dương muội muội ai ra âu dương muội 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 nên nhắm mắt đi nếu không lát nữa nhân trung long phụng quỳ gối sau này sao muội có thể gặp ai diệp hủy trong đầu đầy đắc ý ép họ cổ quỳ làm mất mặt âu dương dạ mới có thể lấy lại mặt mũi ở nhất phẩm sơn trang còn có thể xem là những điểm của âu dương dạ âu dương dạ ngươi chẳng phải giỏi lắm sao chẳng phải tìm nhân trung long phụng làm đạo lữ sao năng khiếu âm luật của đạo lữ ngươi chẳng phải rất cao sao đáng tiếc chẳng qua chỉ là phế vật trúc cơ thất bại mắt diệp hủy hiện lên hàn quang không chỉ là phế vật hôm nay còn phải quỳ xuống xin lỗi đấy ha 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 lý sâm mỉa mai nhìn về phía cổ thiên lang muốn tôn nghiêm vậy ta cho người tôn nghiêm rồi hắn ra lệnh cho đám tiểu đệ bắt hắn quỳ cho ta cổ thiên lang đôi mắt âm trầm chưa có động tĩnh gì đám tiểu đệ của lý sâm lập tức hành động mau quỳ xuống quỳ xin lỗi lý sâm thiếu ra cổ thiên lang chán hết cả người một đám nít danh chẳng có bản lĩnh gì Khí thế lại hống hách, đánh nhau cũng muốn đánh lên đầu ta. Sắc mặt hắn âm trầm khẽ quát, "Cút." Mấy tên tiểu đệ của Lý Sâm như bị một sức mạnh vô hình nào đó chấn bay ra ngoài. Lấy cổ Thiên Lang làm trung tâm, khí thế đó không ngừng khuếch tán, làm cho đám người cạnh đó kêu lên không ngừng. Bụi mù khắp nơi. Sau đó, đám tiểu đệ của Lý Sâm đều bị dọa sợ không dám tiến lên. Thấy đám tiểu đệ vô dụng như vậy, Lý Sâm tức giận lập tức hành động. Ở Vân Hà phái không ai dám nghịch ý ta. Quyền mang của tên này hóa thành thực chất Mang theo đầy trời sát ý muốn tấn công về phía Cổ Thiên Lang. Hắc Sát Quyền, hắn vẫn là khinh thường Cổ Thiên Lang, trực tiếp nhảy bổ lên, muốn lấy nghiền ép tư thái để nghiền ép. Quyền mang của Lý Sâm ngày càng ngưng thực, ngày càng hắc ám, quỳ xuống cho ta. Diệp Hủy ở một bên thầm đắc ý. Lý Sâm đã luyện Hắc Sát Quyền đến cảnh giới đại thành, lại thêm tu vi Tiên Thiên Cửu Trọng, không có mấy ai có thể đỡ nổi. Hắc Sát Quyền của Lý Sâm nhanh chóng đến gần cơ thể của Cổ Thiên Lang. Bỗng một cánh tay nhô ra bắt lấy hắn, Hắc Sát Quyền cũng từ đó bị tản đi mất lý sâm lúc này khuôn mặt hiện lên đầy sự kinh ngạc xen lẫn một chút sợ hãi đôi mắt của cổ thiên lang càng ngày càng sắc bén người cũng độc ác thật lại luyện võ kỹ hung tàn như hắc sắc quyền còn muốn đánh thiên linh cái của ta vốn chỉ muốn chơi đùa với các ngươi nhưng giờ ngại quá cổ thiên lang bỗng dùng lực rắc rắc một tiếng cánh tay của lý sâm bị vặn thành bánh quai trèo đàm tư như vân hồng diệp hủy bị cảnh tượng này làm cho chấn kinh tại chỗ đám thuộc hạ bên cạnh thì không thể tin vào mắt mình run rẩy nói tay tay của lý sâm công tử gãy rồi lý dâm lúc này nghe thấy đám thuộc hạ nói vậy thì mới chợt hoàn hồn kêu rên không ngừng hắn ôm lấy tay của mình không ngừng lùi về phía đám thuộc hạ tay của ta đau quá đau quá cổ chủ tịch lúc này mới mở lời còn nhỏ tuổi ra tay độc ác như vậy hôm nay phải chặt gãy tay ngươi để ngươi còn ghi nhớ lý dâm bị sự tức giận làm mất hết cả lý trí mau giết hắn cho ta giết hắn ai dám cổ thiên lang khẽ quát một tiếng đám tiểu đệ xung quanh cứng đờ hết lại cổ chủ tịch bắt đầu bài học lúc ta còn trẻ khi đánh nhau còn biết biết người biết ta trăm trận trăm thắng mấy đứa nít danh trước khi ra tay phải suy nghĩ hậu quả lão từ đây không phải bồ tát không có lòng từ bi giết các ngươi dễ như giết một con chó đừng có rảnh rỗi kiếm chuyện cút về tu luyện mấy trăm năm rồi nói sau vân hồng thấy tình thế không ổn liền từ đám người bước ra chẳng qua là phế vật chúc cơ thất bại nhục thân cường hãn lực đạo lớn chút thôi ta không tin ngươi có thể lợi hại đến đâu rồi hắn triệu hồi ra vũ khí của mình đó là một thanh pháp kiếm Diệp Hủy bên cạnh cũng bắt đầu cổ vũ sĩ khí. Mọi người cùng lên, giết phế vật này, xem hắn hống hách thế nào. Đám tiểu đệ xung quanh chợt tỉnh ngộ, giết hắn. Phế vật chính là phế vật, có thể có năng lực gì? Mọi người đừng bị hắn dọa, cùng lên. Vân Hồng cầm đầu đám người xông lên, tung ra vài chiêu kiếm. Những chiêu kiếm kia hóa thành những vệt kiếm quang, phi thẳng đến chỗ Cổ Thiên Lang. Cổ Thiên Lang giơ tay lên bắt lấy kiếm quang, rắc một cái nó bị hắn bóp thành mảnh vỡ, nả tả rơi xuống. Vân Hồng bị cảnh tượng này làm cho thất kinh, mặt mày co rúm lại hắn cảm thấy lạnh hết cả người nhanh chóng từ trong đám người nhảy lui lại nhưng cổ thiên lang vẫn là nhanh hơn muốn chạy không dễ thế đâu ta từng nói trước khi ra tay phải nghĩ đến hậu quả nếu ngươi không tin ta sẽ cho ngươi nếm thử dầm một tiếng một quyền này đánh thẳng vào ngực của vân hồng quyền kinh chấn động lục phủ ngũ tạng của hắn bắn xuyên qua người rồi âm một cái vân hồng bị đấm bay ra bên cạnh diệp hủy thấy tình lang của mình bị đấm giận tím cả mặt cổ thanh phong ta muốn người chết cô nàng tung người lên vung roi quất như quất lâm về phía cổ thiên lang nhưng bị cổ thiên lang dễ dàng túm được theo bản năng sau đó hắn phát hiện sự khác thường lại bôi độc trên dây là một nữ nhân tâm tư lại thâm độc như thế rồi cổ thiên lang dùng sức kéo lấy chiếc roi và diệp hủy về phía của mình và cho nàng một cái tát vào mặt đây là bài học cho ngươi ad đã muốn vào cô nàng này ngay từ đầu rồi quá đã đi cái tát này khiến cho diệp hủy răng môi lẫn lộn máu bay tung tóe rồi hắn lại bồi thêm cho nào một cú đá vào bụng cuối cùng nàng có chung kết quả với tình lang của mình cứ thế bị đá đi đám tiểu đệ đang hăng máu lúc trước bị dọa sợ chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn giọng nói của lý sâm từ sau vang lên chống đối với lý sâm ta bất kể là ai chỉ có một con đường chết cổ thiên lang hơi thắc mắc quay đầu lại đám tiểu đệ xung quanh thì nhao nhao kêu to mau xem đó là lý sâm thiếu gia cổ thiên lang cũng thuận theo hướng đó mà ngẩng đầu nhìn trên bầu trời một tòa kim tháp hiện lên là kim hà thất tinh tháp của lý sâm thiếu gia kim hà thất tinh tháp pháp bảo cực phẩm những tên tiểu đệ kia đắc ý cười to dưới pháp bảo này cho dù là cao thủ trúc cơ mấy chục năm cũng phải chết cổ thanh phong lần này chết chắc rồi lý sâm mặt mày giữ tợn đắc ý cười to phế vật đi chết đi kim hà thất tinh tháp theo hiệu lệnh của lý sâm từ trên không trấn áp xuống phía cổ thiên lang áp lực kinh khủng của nó khóa thẳng đến cơ thể của cổ thiên lang nhưng kinh ngạc thay kim hà thất tinh tháp bị cổ thiên lang dễ dàng đỡ được đám ăn dưa quần chúng bên cạnh được một phen kinh ngạc cái gì sao có thể thất tinh tháp bị hắn đỡ được, Lý Sâm vẫn là khinh thường chủ tịch, chỉ dựa vào phế vật như ngươi, cũng vọng tưởng muốn khống chế bảo tháp kim hà thất tinh của ta, muốn chết. Hắn lúc này quay sang phía Đàm Tư Như, "Đàm Tư Như, giúp ta phế hắn." Đàm Tư Như vẫn là bị cảnh này chấn kinh. Cái gì? Nhục thân cổ thanh phong cường hãn như vậy, mạnh đến mức tu sĩ cảnh giới trúc cơ như ta cũng sợ hãi. Lý Sâm tiếp tục dụ hoặc, "Đàm Tư Như, phế vật này đã bị kim hà thất tinh khống chế, mau phế hắn đi." Thấy cô nàng vẫn còn do dự, hắn tiếp tục dụ hoặc. Cô đang do dự cái gì? Ta sẽ cho cô rất nhiều tài nguyên để tu luyện. Chẳng phải cô nương muốn pháp bảo cực phẩm sao? Ta có thể cho cô. Chỉ cần hôm nay cô giúp ta phế hắn, ta sẽ giúp cô trở thành đệ tử đứng đầu. Nghe đến đây, Đàm Tư Như có chút động tâm. Đệ tử đứng đầu? Đàm Tư Như lúc này đưa ra quyết định, đáng chết, đành liều thôi. Cô nàng này triệu hồi ra bản mệnh pháp bảo của mình, đó là một thanh trường kiếm. Đàm Tư Như nhân cơ hội cổ thiên lang không để ý, trực tiếp một kiếm đâm tới nhưng bất ngờ thay một kiếm này bị hai ngón tay của cổ thiên lang dễ dàng bắt được đàm tư như đưa người chết máy ngay tại chỗ keng một tiếng phi kiếm của cô nàng bị cổ thiên lang bẻ gãy phi kiếm của ta sao có thể cổ thiên lang nhân cơ hội này đá một cước vào ngực của đàm tư như ăn chọn một cước này đàm tư như bị bắn bay ra ngoài được tiếp đất bằng cả khuôn mặt do sự kinh khủng của cú đá nàng không kìm được phun ra một ngụm máu tươi cô nàng kinh ngạc nhìn về phía cổ thiên lang rốt cuộc là chuyện gì làm sao như vậy hắn rõ ràng bị bảo tháp chấn áp tại sao có thể đối phó với mình cổ thiên lang hừ nhẹ một cái hắn lúc này mới bắt đầu hành động hai tay bắt đầu dùng lực kim tháp cũng từ từ bị thu nhỏ lại cuối cùng kim hà thất tinh tháp bị biến nhỏ lại như lúc ban đầu nằm gọn trong tay của hắn lý sâm bên cạnh hoảng hết cả hồn ngươi ngươi làm sao có thể cổ thiên lang vừa nhìn pháp bảo vừa hồi tưởng 500 năm trước lúc lão tử còn làm tạp dịch ở vân hà phái đã cùng chủ nhân của bảo tháp này là quảng nguyên đánh nhau một trận suýt nữa chết với bảo tháp này. Không ngờ 500 năm đi qua, vẫn còn có người dùng thứ này. Hắn tò mò quay lại hỏi Lý Sâm, Quảng Nguyên là gì của ngươi? Tên này như là vớ được cọng cỏ cứu mạng, vẻ mặt đắc ý, Quảng Nguyên chân nhân là sư phụ của Lý Sâm ta. Biết điều thì mau quỳ xuống, nếu không, sư phụ ta sẽ giết ngươi. Cổ Thiên Lang đầy mỉa mai, "Ồ, Quảng Nguyên là sư phụ của ngươi, đúng là trùng hợp. 500 năm trước đánh Quảng Nguyên, 500 năm sau đánh đệ tử của hắn, ý trời a." Lý Sâm vẫn là không biết điều, mồm vẫn rất hùng, phế vật, quy xuống cho ta." Cổ Thiên Lang tức giận, lập tức dùng hai chân để xoa bóp khuôn mặt của Lý Sâm. Hắn từ trên nhìn xuống, quay về nói với sư phụ ngươi, thứ này lão tử muốn lấy." Cổ Thiên Lang tay cầm bảo tháp, bình tĩnh rời đi từ khuôn mặt của Lý Sâm. Khi đi qua chỗ của Đàm Tư Như, hắn không quên mà hỏi, "Tôn nghiêm của cô đáng giá bao nhiêu?" Đàm Tư Như ngồi chết lặng ở đó, không thể hé ra một lời. Âu Dương Dạ nhìn về bóng lưng của Cổ Thiên Lang đầy mờ mịt. Đây, Cổ Thanh Phong rốt cuộc là ai? cơ thể mạnh mẽ vô cùng còn có thể tùy ý chém gãy phi kiếm của sư tỷ đây thực sự là phế thể trúc cơ sao hắn bỗng nhiên quay đầu náo nhịch cũng xem đủ rồi lên làm gì thì làm đó đi đừng để ta tự ra tay đám tiểu đệ kia nghe vậy thì giật bắn cả người chơi chiều ngả về tây cổ thiên lang từ từ bước đến động phủ của hòa đức lão đầu lão đầu thấy hắn trở về vội vàng ra tiếp đón cổ tiểu tử ngươi đi đâu hại não phu tìm ngươi cả nửa ngày cổ chủ tịch nào có tin tìm ta cả nửa ngày ta đang định hỏi ông đấy Khó khăn lắm ta mới quay lại, ông lại chơi trò mất tích với ta, sao hả? Sợ ta bám lấy ông, hay sợ ta ăn uống khiến ông nghèo? Lão đầu hỏa Đức cười to. Ha ha ha. Lão phu lại muốn ngươi bám lấy ta đấy, chỉ sợ ngươi xem thường thôi. Cổ Thiên Lang rót lấy chén rượu, nói tiếp, đừng nói, nơi rách nát này của ông, lão tử thật sự xem thường. Hỏa Đức sụ hết cả mặt. Tiểu tử thối, lão phu chỉ tùy tiện nói thôi mà, tiểu tử ngươi đâu cần thẳng thắn như vậy. Hơn nữa chỗ này của lão phu cổ thiên lang cũng không dài dòng nữa đi vào vấn đề chính nói đi hai ngày nay đi đâu lão đầu này cười đầy hèn mọn he he chẳng phải thấy tiểu tử ngươi trở về rồi sao lão phu muốn tẩy trần cho ngươi cố ý ra ngoài làm chút rượu ngon thấy là rượu ngon đôi mắt của cổ thiên lang sáng như đèn ba pha đây là băng hỏa diếu ngàn năm tiểu tử ngươi là mũi cho sao người một lát đã biết là rượu gì đúng chính là băng hỏa diếu ngàn năm hỏa đức lão đầu đầy đắc ý hỏi thế nào vừa ý chứ vừa ý vừa ý cổ thiên lang không do dự mà tu luôn tiểu tử thối để lại một ít cho ta chứ sáng sớm tinh mơ cổ thiên lang từ từ tỉnh dậy hắn vẫn còn mung lung nghĩ trời ạ à, mình đã uống bao nhiêu thế ngủ lâu như vậy rồi cổ thiên lang gọi lão sâu rượu dậy nè hỏa đức lão đầu mau dậy cho lão tử lão sâu rượu ngơ ngác tỉnh dậy sau cơn say bí tỉ lão xoa xoa đầu ha ha ngại quá uống nhiều quá rồi cổ thiên lang không lòng vòng nữa ta nói này hỏa đức lão già nhà ông cho ta nhiều rượu như vậy có chuyện nhờ ta sao bị hỏi thẳng lão sâu rượu có chút ngại ngùng a à, ha ha chỉ muốn nhờ ngươi chút chuyện nhỏ thôi cổ thiên lang hỏi lại ngay biết ngay ông chẳng có lòng tốt nói đi chuyện gì hắn thầm nghĩ trong đầu bất kể chuyện nhỏ hay chuyện lớn nếu có thể giúp ta tự nhiên sẽ không từ chối dù sao lúc ta còn trẻ hỏa đức quả thật đã giúp ta rất nhiều thậm chí còn cứu mạng ta sao có thể không giúp chứ hỏa đức lão đầu vuốt vuốt sâu cổ tiểu tử ngươi đến vân hà phái ta cũng không ít ngày nhỉ cảm thấy môn phái so với ngươi lúc nhỏ như thế nào cổ thiên lang hơi nghĩ nghĩ rồi trả lời khi phái tăng lên không ít thực lực tổng hợp cũng mạnh nghe nói tam sơn lục điện cửu phong thập nhị viện đều có hơn hai vạn đệ tử còn có 24 bang bang chúng nhiều đến không thể đếm hỏa đức nghe đến đây thở dài không thôi lão tiếp tục nói cổ tiểu tử ngươi nói mấy chuyện này đều đúng tiếc là không lâu nữa vân hà phái sẽ bị người khác cướp mất cổ thiên lang cũng tò mò hỏi theo bị người khác cướp sao vậy hỏa đức lão đầu cau mày bắt đầu câu chuyện sau chư thiên hạo kiếp yêu ma hoành hoành các đại môn phái phải tàn sát tranh giành tài nguyên của nhau mấy trăm sư huynh đệ của ta năm đó liều mạng bảo vệ tông môn tuy cuối cùng đã giữ được nhưng trưởng môn sư huynh vì chuyện này đã trọng thương cổ thiên lang cũng hơi ngạc nhiên ông nói thổ đức bị thương bị thương rất nặng gần như nguy hiểm tính mạng đã bế quan trăm năm hắn có chút quan tâm hỏi giờ thế nào rồi Đến đây Hỏa Đức càng buồn rầu hơn. Tuy đã giữ được tính mạng, nhưng tu vi hoàn toàn bị phế. Cả đời sư huynh ta đều phí sức cho Vân Hà phái, cuối cùng, tu vi bị phế không nói, ngay cả Vân Hà phái có thể giữ được không cũng không biết. Cổ Thiên Lang càng là tò mò, môn phái sao không giữ được? Lẽ nào sư huynh để các ngươi nội đấu? Hỏa Đức lão đầu trầm mặc một lúc đáp, cũng có thể nói vậy, giờ có thể nói Vân Hà phái thủ trong giặc ngoài. Thủ trong là tên khốn Kim Đức kia, dã tâm của hắn rất lớn. Cổ chủ tịch hơi hơi suy nghĩ, Kim Đức lẽ nào hắn muốn làm trưởng môn? Vân Hà phái chúng ta có quy định, người kế nhiệm chức trưởng môn nhất định phải do đệ tử trưởng quản. Đáng tiếc, đệ tử trưởng môn sư huynh chết hoặc bị thương trong chư thiên hạo kiếp còn lại cũng đều bị hại. Ồ, nói vậy, Kim Đức muốn đệ tử hắn tiếp nhận vị trí trưởng môn. Hỏa Đức lão đầu thừa nhận, phải đó. Cổ Thiên Lang lại tiếp tục hỏi, mấy năm nay, ông không nhận đệ tử sao? Lão đầu đầy nghiêm túc quay đầu hỏi lại, ta, ngươi đừng chọc ta nữa, ta làm sao dạy được đệ tử? Còn về Mộc Đức đừng nói nữa hắn vẫn luôn cùng một ruột với kim đức thủy đức thì sao ta nhớ thủy đức trưởng lão không phải người tầm thường nghe thấy thủy đức lão đầu hỏa đức càng giận hơn đừng nhắc tên phản đồ thủy đức đó tuy kim đức dã tâm lớn nhưng ít nhất không phản bội vân hà phái nhưng thủy đức chó má kia trực tiếp đầu nhập liên minh cửu hoa nếu người của kim đức trở thành trưởng môn vân hà phái sau này vân hà phái sẽ trở thành lợi ích cá nhân của hắn nếu người của thủy đức trở thành trưởng môn vậy vân hà phái không còn là vân hà phái nữa cổ thiên lang có chút không xác định thế nào lẽ nào ông muốn ta giết hai tên đó giết lão phu cũng muốn nhưng giết bọn họ cũng không giải quyết được vấn đề nghe thế cổ thiên lang trực tiếp nằm ngửa giết cũng giết không được ngươi muốn ta giúp thế nào lão sâu rượu này có chút hơi khó nói cái này lão lại bắt đầu rót rượu cổ tiểu tử ngươi xem có thể thấy lão ra hỏa này có chút ngập ngừng hắn cũng cảm thấy hơi khó hiểu lão cầm chén rượu đến và nói tiếp ngươi xem có thể cướp lại vị trí trưởng môn giúp ta đợi khi thế cục ổn định lão phu sẽ chọn đệ tử phẩm hạnh đoan chính tiếp nhận chức trưởng môn cổ thiên lang ngồi dậy ta đâu phải đệ tử vân hà phái sao cướp được hỏa đức lão đầu biết được đại sự sắp thành vui vẻ đáp đây còn không phải là một câu nói của lão phu cổ chủ tịch lập tức từ chối hỏa đức à nói ra ông là ân nhân của ta ta nợ ông một mạng muốn sao cũng được nhưng nếu giúp vân hà phái ngại qua chuyện này ta không giúp nổi lão sâu rượu bị hắn làm sốc ngang rượu trên tay cũng bị đổ hết xuống đất Lão gia hỏa này bắt đầu câu chuyện tình cảm. "Cổ tiểu tử, ta biết oán niệm của ngươi với Vân Hà phái, lúc đầu Vân Hà phái thật sự có lỗi với ngươi. Nhưng, đây chẳng phải quá khứ sao? Mấy trăm năm rồi, sao ngươi vẫn còn nhớ? Nghĩ thoáng chút có được không?" Cổ Thiên Lang vẫn kiên quyết từ chối thẳng thừng. "Không được, cút đi." Lão đầu này thấy chưa tình cảm không được, lập tức kéo Cổ Thiên Lang lại. Đôi mắt lão lương tròng bắt đầu làm nũng. "Cổ tiểu tử, cổ gia, cổ đại tổ tông, quân vương, cổ quân vương" ngươi giúp ta được không cổ thiên lang cuối cùng phải chịu thua trước lão ra hỏa này được rồi được rồi lão tử suy nghĩ mấy ngày được chứ buông tay cho lão tử lão đầu chết tiệt còn nũng nịu như vậy có gây tởm không không gây tởm không gây tởm chỉ cần tiểu tử giúp làm sao cũng được ngươi muốn lão phu ngủ với ngươi cũng được sau đó lão bị cổ chủ tịch cho ăn một vò rượu vào mặt cút cho lão tử ở một bên khác âu dương dạ đang ngồi tương tư cổ thanh phong rốt cuộc huynh sao rồi hỏa đức trưởng lão không làm khó huynh chứ đàm tư như lúc này không biết từ đâu đi đến chỗ nàng âu dương dạ đứng dậy chào hỏi sư tỷ tỷ không sao chứ đàm tư như nào có sắc mặt tốt muội còn mặt mũi gọi ta sư tỷ ngại quá ta không dám có sư muội như vậy muội uy phong quá có đạo lữ lợi hại như vậy sao ta dám làm sư tỷ muội lần này ta mạng lớn nếu có lần sau nói không chừng ngày nào đó bị đạo lữ muội đánh chết sư tỷ nếu không phải tỷ ra tay trước sao cổ thanh phong lại đánh tỷ đây rõ ràng là do tỷ tự chuốc lấy đàm tư như càng ngày càng đáng ghét ha ha tự chuốc lấy âu dương dạ đừng đắc ý đợi sau khi hỏa đức trưởng lão đưa tên đó về hắn nhất định chết rất thảm quảng nguyên và các vị chấp sự còn gia gia của lý sâm cũng rất tức giận muốn chém cổ thanh phong thành ngàn mảnh muội cứ đợi đi đột nhiên có một vị sư muội chạy vào bẩm báo âu dương sư tỷ không ổn rồi tiểu đào sao vậy hỏa đức trưởng lão đã đưa xích viêm công tử trở về rồi hơn nữa quảng nguyên đại chấp sự bọn họ kéo đến linh ẩn viên, còn có mộc trưởng lão bọn họ. Nghe được những tên đại nhân vật này, Âu Dương Dạ bị dọa chóng luôn. Nàng lúc này đang thập thò trước cửa động phủ của Hỏa Đức trưởng lão, còn may, Quảng Nguyên đã chấp sự còn chưa đến, mình phải nhân cơ hội này đưa Cổ Thanh Phong đi, nếu không sẽ rất phiền phức. Vừa mở cửa động phủ ra, nàng bị cảnh tượng của hai tên này làm choáng váng. Đây, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải nói Cổ Thanh Phong là đồ thí nghiệm của Hỏa Đức trưởng lão sao? Sao? Hỏa Đức trưởng lão giống như người hầu, hầu hạ cho Cổ Thanh Phong vậy? hỏa đức lão đầu chợt nhận ra âu dương tiểu nha đầu con đến ninh ẩn viên của lão phu làm gì âu dương dạ vẫn bị cảnh tượng này chấn kinh không thể nói ra lời lão gia tử ngài con cổ thiên lang lúc này cũng từ từ tỉnh dậy lão sâu rượu thành thục đi đến rót rượu cổ gia tỉnh rồi à lão đầu này như một người hầu đích thực nào cổ gia uống rượu cổ thiên lang vừa nhấm nháp vừa hỏi âu dương muội tử hôm nay đếm tìm ta có việc gì rồi hắn liếc sang chỗ hỏa đức ta nói hỏa đức có lòng là được ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ ông không cần lãng phí thời gian ở đây nên làm gì cứ làm đi tốt xấu gì ông cũng là trưởng lão vân hà phái đệ tử môn phái nhìn thì ngại lắm lão gia hỏa này nào có quan tâm lão phu đã lớn tuổi như vậy còn sợ người khác nhìn sao hơn nữa giờ ngài là tổ tông là tổ tông ruột của ta ta dám không hầu hạ sao ta và sư huynh đều trông vào ngài để qua ngày tháng chúng ta không dám qua loa ngài nói xem cổ đại tổ tông trong đầu lão thì cười thầm lão đầu tử ta biết trước giờ ngươi ăn cơm mềm không ăn cứng chỉ cần lão phu nịnh nọt làm ngươi gây tởm tiểu tử ngươi sớm muộn cũng sẽ đồng ý cổ thiên lang một bên không chịu được mà nhà rãnh ông cứ làm ta gây tởm đi âu dương dạ vẫn là không kịp hiểu ai có thể cho ta biết không đây rốt cuộc là chuyện gì dầm một tiếng cửa động phủ của hỏa đức bị người đạp văng âu dương dạ quay đầu thầm kêu nguy rồi lý sâm dẫn theo một đám lão đầu không mời mà đến ra ra lý sâm lý tử hành sư phụ lý sâm quảng nguyên đại chấp sự có chỗ dựa lý sâm lập tức lên mặt sư phụ ra ra chính là cổ thanh phong đó hắn tay chỉ cổ thiên lang hắn là phế vật đánh con bị thương hỏa đức đứng ra đám khốn các ngươi đến chỗ này của lão phu làm gì lão tổ lý ra cung kính hỏa đức trưởng lão là vậy cổ thanh phong hai ngày trước ở hồng diệp cốc đánh tôn tử của ta trọng thương còn đánh gãy tay tôn tử ta âu dương dạ nghe vậy liền đứng ra hỏa đức ra ra sự việc không phải vậy là họ ức hiếp cổ thanh phong trước cổ thanh phong dưới tình hình bất đắc dĩ mới đánh trả quảng nguyên uy hiếp nàng ngay âu dương dạ chuyện này ngươi cũng phải chịu trách nhiệm môn phái niệm tình ngươi nhỏ tuổi tạm thời không xử lý ngươi ngươi đừng lo chuyện bao đồng lui xuống hắn không kiêng nể nói tiếp mong hỏa đức trưởng lão giao tiểu tử này ra hỏa đức quay sang hỏi cổ thiên lang có chuyện này sao cổ chủ tịch vẫn bình thản như thường trả lời có nghe vậy mặt lão đầu có chút nghiêm túc đây không giống chuyện ngươi sẽ làm câu nói tiếp theo của lão làm cả đám đứng hình luôn tiểu tử ngươi lúc nào ra tay nhẹ như vậy cổ thiên lang có chút không vui nhìn lão cái gì mà ra tay nhẹ chứ trước giờ ta đều ra tay nhẹ như vậy mà được không hả lão hỏa đầu này cười to ha 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 thú vị rất thú vị lâu rồi chưa nghe chuyện cười nào vui như thế ta nói này hỏa đức có cần cười như kẻ điên vậy không thú vị lắm à lão cười đến đau cả bụng không kìm được nữa ta nhớ lúc trước phàm là người nổi nên sát tâm với ngươi bất kể nam nữ già trẻ ngươi sẽ chẳng giữ lại ai Sao lần này lại? Cổ Thiên Lang nổi giận mắng, "Khốn kiếp, ngươi nói xong chưa? Vậy là kết thúc tập 3 rồi. Mời anh em đón xem tập 4 ở video sau nhé. Nếu ai thấy hay thì cho xin một like, một đăng ký kênh, nhớ ấn nhận thông báo để xem được phần mới nhất nhé."